Vâng, bản lề. Vâng, quân cán các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình rồi, cho son phi thường. Đây rồi, đôi voi đến từ từ lớp Minoan của Mèo Mèo, Phô của No 1 và Paneran đến từ thủ BB, thế thôi. Chúng ta cùng đảo qua màn hình máy của Chipboy và Vietlove xem hai nhà ở trận thi đấu này. Vietlove thì có vẻ như là tươi hơn ở thời điểm đầu, có đôi voi. Rồi, rất dẻo. Thêm hiêu nữa. Đây bởi hiêu hơi khó đá về. Cũng chỉ vâng một bài hiêu đôi thì phải, đang xem có phải không. Hay cũng chỉ có 5 con, như vậy là hiêu đôi. Quả phụ luôn, đẹp rồi. Lớp sẽ thi đấu bài này thôi. Rất đẹp. Màn hình máy của game thủ vâng Chipboy xem. S đầu là rất sớm. Vâng, gỗ đầu là siêu gần và S đầu rất sớm, ăn luôn với bảy hiêu. Được, một bài được. Vâng, còn hiêu quá lì. Cuối cùng thì cũng phải nằm xuống rồi. Thêm một S chay nữa, ăn bảy hiêu ở phía dưới này. Với là bây giờ mới đóng S đầu, nhưng một bảy hiêu đôi và một đôi voi là rất mát rồi. Bài bác xe thi đấu đây. Yugi Hitty, quả phụ gần quả chính, câu voi chết dần. Hơi đáng tiếc, con voi dắt vào rừng. Hồng Anh Pamiran 18 kéo tiếp con voi về, vài tươi rất khó chịu. Rồi 7:30 vẫn còn khá khá máu, vì vậy cầu tốt, tách tiếp một đường dần ra, cẩn thận. Hai hit rồi, về sát chạy chéo thì là hợp lý hơn. Vâng, cắt con ít máu ra cầu tương đối phiêu lưu, còn hai hiêu ở phía trên này không có tay mà đẩy về, hơi đáng tiếc. Chạy chéo theo con dốc này, đi thẳng xuống là hơi nguy hiểm. Cẩn thận, rất may mắn trong tình huống vừa rồi, chỉ cần chậm một nhịp thôi. Rồi bằng ăn tranh với lại cái thủ màu hai. Rồi, các nông dân ra BM và BL. Đóng đi thôi, đúng không? Màu 2 là người cầm Minoan, Mèo Mèo là cầm Minoan trong trận đấu này. Chút thực nữa thôi. Rồi, đủ rồi. Ê, đừng, bình tĩnh. Anh Mèo phải hết sức bình tĩnh. Rồi, các nông dân về ăn vàng. Các nhà còn lại xem Yugi tham lai 26 và Hitty thu vào cái hốc phía trong này, tự tạo hốc và thu vào phía trong. Chipboy tham lai 18, à xin lỗi bạn, đây Hồng Anh tham lai 18, Chipboy tham lai 24. Bãi vàng là khá xấu, dâng lờ nhưng không vượt qua những game thủ Yugi. Và màn hình máy bên lớp rất khỏe.
Vâng, quyết định 2 vs 1 mèo mèo luôn. Đây rồi. Mèo ơi rồi. Mèo kéo dần về ăn bãi quả. Chúng ta cùng chờ xem tên này. Không biết là con giò nó bị phát hiện hay chưa nữa. Vẫn cố vâng đốt con hiêu. Giò mới có công thôi. Cắm cái gì đây, chúng ta cùng xem. Rồi, cắm một đi luôn thẳng vào mồm để thủ mèo mèo. Bi là người cầm pan rồi chạy vâng hai lạc đà siêu sớm. Y2 luôn. Rất phú, Y2 luôn dành cho những thủ về lớp cực kỳ phú. Hơi lag một chút. Chúng ta cùng xem chờ xem tên này về lớp sẽ công phú đến mức như thế nào. Rồi lao vào, mèo chưa có bánh xe. Phế hết đi. Chúng ta cùng xem có phế hết tên này không. Rồi đâm đi luôn. E. Rồi lọt y lọt ở phía trong. Rất tốt. Rồi như vậy là lớp cũng phế vãi vàng. Vâng, đẩy luôn y vào nhà Max C. À xin lỗi, đẩy luôn y vào nhà của game thủ BB cầm pan. Rất tốt. Với lớp có tư duy đánh Max C là cực kỳ hay. 8 thời phế ở phía ngoài này. Nhưng về cơ bản thì sẽ được bơm đồ và sóc tiếp y thôi. Các nhà còn lại xem. Chiboy tham lai 29 dành cho Roman. Hồng Anh tham lai 17. Và Yugi tham lai 33. Ổn rồi. Tương đối khỏe. Tiếp tục xem về lớp chơi y thôi. Vài về lớp chơi y là rất hay. Vâng, như vậy là Parmesan đã bung rồi. Viên lớp đã đâm bung cả hai nhà luôn. Nhà mèo mèo cũng bung. Rất nhiều dân của Pan và rất nhiều dân của thủ mèo mèo nữa. Có rất nhiều. Siêu nhiều dân trong tuần này. Chiboy đâu, đang xem tham lai 35. Đang chơi vào nhà vâng No 1 đánh cầm phô Asian. Đi rất tốt. Một chút gỗ nữa thôi. Một chút gỗ nữa thôi là Chiboy sẽ lọt được vào. Lọt rồi. Như vậy là No 1 bắt đầu lủng tên này. Té. No 1 vẫn chưa để ý. No 1 vẫn chưa để ý. Lọt thật sâu ở phía trong đi. Chị Bò thi đấu rất hiệu quả. Thôi, giữ quân, chạy ra giữ quân đi. Về lớp vẫn giữ được tham lai 25. Có khá nhiều dân của thủ BB ở đây. Chơi được. Vâng, tuần này chơi được. Rồi. Hạ sát nốt BB trong tuần này. Bị quá tình. Tham. Vâng, bắt đầu đè rồi. Bắt đầu đè.
Yugi đang có rất đông những con cung R của Hitty, cực kỳ đông. Không không còn nhiều quân đâu. Vâng, Yugi chủ động lên ra 4 đi. Đúng rồi. Đông lạc đà, đông lạc đà nhá. Tên này rất đông. Rất đông lạc đà BB. Yugi vẫn đang rất khỏe, thằng này mình vẫn đang đè. Hồng Anh tham lai bé đi một chút. Đang có dấu hiệu đi lại với tham lai, hãy cẩn thận. Tham lai 32 đến từ thủ Chip Boy. Bây giờ phải quản bằng được Lô Giang Hoàng đến từ thủ BB. Đây một nhân tố rất quan trọng. Và mùa 2 mèo sẽ là người được bơm đồ để dâng A. Đây rồi, như vậy là thấy những nhà BA của đối thủ Mèo Mèo rồi. CA bên cạnh nhà đối thủ nó 1. Trước cửa nhà nó 1 luôn, cánh rừng dừa. Màn hình máy của đối thủ Hồng Anh, thằng này 10. Hồi trở lại đi. Đè lên là khá mạnh rồi. Chip Boy thằng này 32. Ốp nhà của cái thủ vâng ốp nhà của thủ Mèo rồi. Yugi đâu? Yugi tham lai 65. Không hiểu đi quân như nào đây. Rồi Mèo Mèo đi sai rồi. Vâng 21. 21 ở trong C5. Và lớp có bài cầm Max thi đấu là quá hay. Và sự phối hợp đến từ đồng đội cũng là rất tốt ở trận thi đấu này. Tỷ số là 2-1 và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của BB cùng đồng bọn trong C5.